Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SET. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với cái bản tin khá là lý thú, là chúng ta biết trong thời gian qua ở bên Hồng Kông có nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật dẫn độ của Hồng Kông. Và sau đó thì chúng ta cũng biết là trong cuối tuần vừa rồi, những người biểu tình đã gọi là tràn vào cái tòa nhà quốc hội của Hồng Kông, và họ có đập phá cũng như là phá phách một số cái, rồi sau đó đến đêm thì bị cảnh sát giải tán. Và đỉnh điểm của cuộc biểu tình này là ngày 19 tháng 6, là cuộc biểu tình rất là lớn. Đó có những người tổ chức biểu tình cho biết là khoảng 2 triệu người tham dự. Thì nhân cái dịp đó thì nhạc sĩ Trúc Hồ là tổng giám đốc của đài truyền hình SPTN, chắc chúng ta biết là nhạc sĩ Trúc Hồ người thường sáng tác những bản nhạc đấu tranh. Thì ông đã sáng tác ra cái bài hát lời tiếng Anh và có lời Việt tên là Black, Sea of Black. Bởi những người biểu tình bên Hồng Kông thời gian qua đa số là mặc cả màu đen, để nói là cái sự phản kháng của ta đối với Bắc Kinh. Và cái bài hát này thì bây giờ được rất nhiều người xem, và ngay cả báo chí bên Hồng Kông họ cũng trích, họ viết bài. Ví dụ như có những cái bài, những cái tờ báo bên Hồng Kông họ đã viết đăng cái hình cái bài hát này lên, và tên của nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác nữa, và do một số ca sĩ của SPTN và cũng như ca sĩ Trần Hữu hát. Thì sau đây xin mời quý vị theo dõi một phần cái ca khúc Sea of Black do các ca sĩ của đài truyền hình SPN thực hiện mới đây. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Sea of Black, quý vị có thể vào YouTube, quý vị đánh Sea of Black Hồng Kông, là Hồng Kông Sea of Black, là Sea of Black Trúc Hồ, quý vị sẽ coi được bản nhạc này rất là hay, cái lời viết rất là độc đáo. Mà đặc biệt là báo chí Hồng Kông họ này không biết là có cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ, thì ra họ có một số người họ lên YouTube hoặc là lên Facebook họ cảm ơn những người Việt Nam trong nước, họ nói Việt Nam cũng đồng tình với Hồng Kông, nhưng mà họ không biết là Việt Nam là đất nước cộng sản và Hồng Kông là đất nước tự do, hai cái đó khác nhau. Nhưng mà cái đó là mình không trách người ta được, bởi vì người ta không biết lịch sử của chúng ta. Và một lần nữa xin giới thiệu quý vị bài hát Sea of Black của sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ nhân dịp mà có cái cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ ở bên Hồng Kông trong những ngày qua. Và chúng tôi được biết là vào đầu tuần tới này sẽ cũng còn có nhiều cuộc biểu tình khác nữa, bởi vì cho đến giờ phút này thì người Hồng Kông họ vẫn muốn là bỏ hẳn cái dự luật đó, và bà Carrie Lam tức là đặc khu trưởng phải từ chức. Nhưng mà cho đến nay thì chính quyền Hồng Kông không có nói chữ bỏ mà chỉ là hoãn vô thời hạn. Chữ hoãn vô thời hạn thì theo như họ hiểu, họ nói rằng là hoãn vô thời hạn tức là bỏ. Nhưng mà những người biểu tình bảo không, phải bỏ hẳn cơ. Chứ còn pause, mốt nhả cái pause ra thì nó vẫn có thể trở lại. Họ muốn stop. Và cái chuyện còn bà Carrie Lam từ chức thì cái đó cũng hơi khó. Là bởi vì bà Carrie Lam lại được Bắc Kinh bổ nhiệm. Thành ra bà có nghĩa là coi như là từ chức hay không, hay là có làm hay không, cái đó là nó lệ thuộc vào Bắc Kinh chứ không phải lệ thuộc vào bà. Thì đó là cái tin mà liên quan đến cái bài hát nhạc sĩ vừa mới sáng tác. Liên quan đến một người Mỹ mà cán chết một chủ tiệm nail ở tại Las Vegas hồi cuối năm ngoái, chắc quý vị cũng nhớ, ở tại cái tiệm nail ở thành phố tên là Crystal Nail and Spa ở Las Vegas trên đường Flamingo gần đường Spring Mountain. Thì thưa quý vị, cái người đó
đã bị bắt sau đó khoảng mười mấy ngày bên tiểu bang Arizona ở thành phố Glendale. Thì hôm thứ Sáu, 28 tháng 6 vừa rồi, người này đã ra tòa. Cô này tên là Crystal Whipper, năm nay 21 tuổi. Từ cái hôm cô bị bắt hồi 11 tháng Giêng đó, ở Glendale đó, thì cô bị giam, không được tại ngoại. Cô bị truy nã từ hôm 29 tháng 12, tức là cái ngày 29 tháng 12 năm 2018, sau khi bị tố cáo là cán chết bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, 51 tuổi, chủ tiệm nail này. Thì cái video an ninh của cảnh sát đưa ra cho thấy đó là khi cô này vào làm nail hết $35 và cô trả một cái thẻ, thì vô cà thẻ đó là với thẻ ăn cắp hay thẻ gì nó không có cà được. Cô bảo thôi để tôi ra xe tôi lấy $35 tôi trả, thì cô ra cô lại chạy mất luôn. Thế là bà Như với lại ông bạn trai là ông Sonny Chung chạy ra, thì bà chặn đầu xe cô này. Ông Sonny Chung thì đứng sau kéo lại, thế là cô Whipple vẫn cho xe chạy và cán chết bà, kéo bà đi khoảng cỡ 40 mét ở trong cái parking đó. Thì sau đó thì cô này chạy đi trốn đi, và người ta tìm được cái xe cô để lại, xe đó xe ăn cắp. Thì rồi mẹ của cô lên đài truyền hình ABC kêu gọi cô ra đầu thú thì và xin lỗi gia đình nạn nhân. Sau đó thì cô vẫn không ra đầu thú và người ta bắt được cô ở bên thành phố Glendale. Thì cô này từng bị kết tội ăn cắp xe ở Las Vegas vào năm 2017. Rồi cô cũng từng bị 4 tháng tù vào năm 2018 vì bị vi phạm cái án mà tạm tha khó theo dõi trong lúc mà trong cái vụ ăn cắp xe. Rồi cái chuyện bà Như mà bị thiệt mạng vậy nó đau buồn là bởi vì cuối năm ngoái ba đứa con gái của bà và cháu ngoại của bà từ bên California đi qua thăm bà. Bà là cư dân Gan Ro ngay đài truyền hình SCT chúng tôi đây. Bà đi qua làm nail ở bên đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện phải nói là đau thương. Thì bây giờ cái ngày 28 tháng 6 vừa rồi cô ra tòa. Ban đầu cô bị bắt ở Glendale thì Arizona họ mới đưa cô ra tòa. Xong mới là dẫn độ cô về lại Nevada bởi vì cái vi phạm là tội ác ở bên Nevada. Và cô bị giam từ đó từ ngày 28 tháng 6 vừa rồi cô ra tòa và bị kết tội. Đến ngày 16 tháng 7 tới đây cô sẽ phải ra tòa một lần nữa, lúc đó người ta kết án thì mới cho các bản án cô như nào, có thể là 20 năm hoặc là chung thân hoặc là tử hình tùy theo, chúng ta chưa biết. Cái đó là cái mà chúng ta đang phải chờ đợi trong những ngày tới như thế nào. Liên quan đến tình hình của nước Mỹ thì thưa quý vị, trong những ngày qua và trong những lần trước tôi có đưa tin quý vị là vào năm 2020 nước Mỹ sẽ có một cái cuộc gọi là thống kê dân số rất quan trọng mà tôi đã nói nhiều lần. Tức là cái này nó quyết định cái số dân ở mỗi nơi bao nhiêu, và mỗi năm chính quyền liên bang chi ra khoảng $600 tỷ để mà cho lại các cái cộng đồng, các địa phương, và họ dựa trên cái đầu người. Cho nên cái thống kê dân số nó rất quan trọng cho nó, bởi vì chỗ nào nhiều thì họ cho nhiều, chỗ nào ít họ cho ít. Cái điểm thứ hai nữa, họ cũng dựa trên cái thống kê dân số này để năm 2021 các tiểu bang họ vẽ lại các cái địa hạt mà của 435 vị dân biểu liên bang. Thì tiểu bang nào nhiều dân thì sẽ có nhiều ghế dân biểu, ít dân thì có ít ghế dân biểu, mà ít nữa đó tối thiểu mỗi tiểu bang cũng phải có một ghế dân biểu, cho dù là không tới con số đó. Tôi nói ví dụ bây giờ California trung bình là khoảng 500.000 người dân nhá, chứ không phải là cử tri. 500.000 người dân thì có một dân biểu đó. Ví dụ cái tiểu bang Wyoming, ví dụ như họ ít quá họ có chỉ 400.000 thôi, hay là một tiểu bang nào đó chỉ có 300.000 thôi, nhưng mà đã là tiểu bang thì dù 300.000 nó xa con số 500.000 nhiều, vẫn có một vị dân biểu, tức là ít nhất một tiểu bang nó phải có một dân biểu và hai thượng nghị sĩ liên bang, đó là cái tính đấy. Nhưng mà còn các cái tiểu bang lớn hơn nó thường thường họ dựa trên cái số dân. Và vì sao chuyện này quan trọng và trong những ngày qua nó có những cái chuyện gì mà tôi phải đưa lên ngày hôm nay, xin quý vị đừng rời màn hình của SCT, chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đến với màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Và trước cái phần quảng cáo tôi có nói về cái chuyện mà thống kê dân số vào năm 2020. Thì trong thời gian qua nó có nhiều cái chuyện kiện cáo ra tòa. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950 Bộ Thương mại Mỹ dự định đưa cái câu hỏi Are you a US citizen vào trong cái thống kê dân số này. Và cái thống kê này do cái gọi là cục thống kê phụ trách, mà cục thống kê là nằm dưới cái Bộ Thương mại, thì cái người phụ trách là ông Bộ trưởng Bộ Thương mại là Wilbur Ross. Thì khi đưa cái câu này vào đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn đưa vào thì họ nói cái lý do như thế này:
chúng tôi muốn đưa vào để biết là bao nhiêu người là công dân và có thể đi bầu, thực hiện đúng theo cái yêu cầu của cái đạo luật là bảo vệ quyền bầu cử của cử tri, nó gọi là Voting Rights Act. À, cái nó có từ lâu để bảo đảm cho mỗi người dân là một lá phiếu được đi bầu. À, thì bên Cộng hòa nói như thế, nhưng bên Dân chủ đó thì họ lại không chịu, họ bảo là cái câu này đưa vào đó thì sẽ có nhiều người người ta ngại ngùng, nhất là những người không phải công dân, người ta sẽ không có tham gia thống kê và như vậy nó sẽ bị undercount, bị đếm nó thiếu đi, và như vậy nó thiệt hại cho Đảng Dân chủ khi mà chia những cái ghế ở tại Quốc hội, cũng như nó thiệt cho các cộng đồng thiểu số khi mà chi tiền cho những cái cộng đồng này. Đó là cái tranh cãi của hai bên. Thì bây giờ vụ này đó họ mới kiện ra tòa, thì kiện lên tối cao pháp viện, từ tòa District Court lên tới Appellate Court, cuối cùng lên tối cao pháp viện. Thì trước khi mà đưa ra xử đó, thì bên phía cái hiệp hội dân quyền gọi là ACLU, họ kiện cái vụ này, họ lại có một cái bằng chứng, họ nói là cái ông mà trước đây đó làm một nhà hoạt động trong Đảng Cộng hòa, ông chết rồi, mà ông là chuyên môn về những cái chuyện thống kê và những cái chuyện mà vẽ các địa hạt của Đảng Cộng hòa, thì ông mới có viết một cái thư, ông có viết trong cái hồ sơ của ông, bảo là cái nếu mà đưa câu hỏi này vô đó, are you a US citizen vô đó, thì sẽ có lợi cho Đảng Cộng hòa. Thế thì đứa con gái của ông khi chết rồi mà lấy được cái đó, thì không biết đứa con gái đảng nào không biết, nó mới đưa làm sao mà tuồn ra ngoài, làm sao mà ACLU họ biết được và họ mới đưa cái này cho tòa. Thì trước đó đó, phải nói là tòa án thì chúng ta biết tối cao viện có 9 vị, 5 vị là do các tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm, 4 vị do các tổng thống Dân chủ bổ nhiệm. Thì các chuyên gia họ nhìn những cái ý kiến của các vị thẩm phán, họ thấy là có vẻ như là 5 vị mà bảo thủ, tức là do các tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm, là có vẻ đồng ý với quyết định của Bộ Thương mại, tức là sẽ cho câu này vô. Thì nhưng mà không biết vì sao, còn là không biết họ coi cái vấn đề mà của ACLU đưa không vô không. Thì cái tuần trước họ ra cái phán quyết, họ bảo là cái lý do mà Bộ Thương mại đưa ra nó không thuyết phục. Và cái người viết đó, cho cái bên mà gọi là phản đối chuyện này lại là ông John Roberts, là chủ tịch tối cao pháp viện. Ông đang lý là ông về phe bên 5 người, 4 người bảo thủ, thì ông lại nghiêng qua bên 4 người cấp tiến, thành ra là 5-4. Họ ra phán quyết như thế đó. Họ bảo rằng có vẻ như là có một âm mưu gì đó trong này. Đó là cái lời mà ông John Roberts viết. Thì cuối cùng họ đưa ra quyết định là như nào? Khoan đó, bây giờ quý vị lấy lại cái hồ sơ này, quý vị viết làm sao cho chúng tôi cảm thấy thuyết phục, thì chúng tôi mới xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng. Thì cái đó nó được đưa ra, cái phán quyết này, quyết định được đưa ra tuần trước. Thì bây giờ tuần này đó, vừa rồi đó, vào cái ngày thứ 6 đó, là cái ngày mà bắt đầu phải in những cái tài liệu thống kê để cho kịp vào tháng 3 2020, tháng 3 năm tới là bắt đầu họ gửi ra. Đó. Những người mà không có địa chỉ gửi ra thì họ sẽ gửi bằng email, có hai cách họ gửi email hoặc gửi ra bằng địa chỉ để cho mọi người tham gia. Thì coi như là không kịp rồi. Bởi vì bây giờ phải in. Mà bây giờ phán quyết của tòa đưa ra như thế, thì cái ông Wilbur Ross đó, Bộ trưởng Thương mại đó, thì sau khi ông thấy phán quyết đó, thì ông bảo thôi bây giờ đành chịu, bắt đầu cho in. Bởi vì đúng ngày là phải cho in. Thì khi cho in như vậy thì ông bảo là thôi, chúng tôi vẫn theo đuổi cái mục tiêu là một ngày nào đó vẫn sẽ đưa cái câu hỏi Are you a US citizen vào trong cái câu hỏi thống kê. Thì mọi người nhìn vô thì thấy là rồi, xong rồi. Có nghĩa là nếu anh có đưa vô kịp đó, mà tức là phải có cái phán quyết của tòa, mà nếu tòa đồng ý ấy, thì phải 2030 mới vô. Coi như 2020 là xong, không kịp. Nhưng mà sau đó vào ngày thứ 6 vừa rồi đã lại có những cái gọi là ngày thứ 5 là đúng hơn, bắt đầu ngày thứ 3 thì đưa ra phán quyết như thế, tòa án đưa phán quyết. Đến thứ 5 đó thì lại có tin đó, là các Bộ Tư pháp ông lại đang tìm cách là vẫn có cái cách nào đó để đưa câu hỏi này vô. À, chưa biết cách nào. Thì tin cho biết, tờ Washington Post cho biết đó, là khi mà nghe cái chuyện này đó, nghe cái ông Wilbur Ross đó, Bộ trưởng Thương mại mà ông đồng ý như vậy, ông Trump bực mình ghê lắm. Ông họ nói là unhappy, tức là không có sung sướng cái chuyện mà ông Wilbur Ross ông làm như vậy. Bởi vì ông này thì ông nghe theo phán quyết của tòa, ông Trump bảo đáng lý anh phải từ từ, anh làm lẹ quá. Và qua sáng ngày thứ 6, trước khi đi, trên màn hình quý vị thấy, trước khi đi về tiểu bang New Jersey đến thành phố Westminster để mà nghỉ cuối tuần vừa qua, thì Tổng thống Trump có trả lời báo giới ngay tòa ốc, là ông bảo là ông đang cân nhắc
cân nhắc xem có cách nào để vẫn đưa câu hỏi này vào. Và ông nói ông có từ 4 đến 5 cái lựa chọn, và có thể ông sẽ đưa ra một cái gọi là executive order, tức là sắc lệnh hành pháp, nó tương đương như luật. Thì trong khi đó đó, cái ông Bộ Tư pháp đó, ông bảo là ông tìm cách nào để đưa vô, để thuyết phục tòa là cái câu hỏi này đưa vô nó hợp pháp. Nhưng mà ông cũng không biết như thế nào luôn. Thì ngày hôm thứ 6 vừa rồi, đại diện Bộ Tư pháp gặp gỡ một chánh án. Ông chánh án này thì lại được là tòa chỉ định để giải quyết chuyện này, để giải thích chuyện này. Thì cái ông Bộ Tư pháp bảo bây giờ ông không biết là đi cái đường nào, bởi vì ông Trump ra lệnh là anh phải tìm cách nào, tìm một cái kẽ hở nào, hay là tìm một cái điều khoản nào mà cho phép đưa cái câu hỏi này vô được. Đó. Thì ông chánh án, ông bảo là chỉ trong ngày thứ 6 thôi, mấy anh phải quyết định đó, đưa được hay không, phải đưa tôi coi cái lý do nó như thế nào. Bởi vì nếu không có đủ lý do thì chúng tôi không thể đưa cho mấy anh vào để mà in, bởi vì bắt đầu là in rồi, đúng không? Thì bây giờ đó, vào cái thời điểm chúng tôi làm cái bản tin này, thì Tổng thống Donald Trump mới hăm là ông có thể ký cái gọi là executive order, chứ chưa biết gì cả. Nhưng mà một cái ông tên là Thomas Sand, ông này là chủ tịch kiêm cố vấn về pháp lý của cái tổ chức gọi là Mexican American Legal Defense and Educational Fund, tức là cái tổ chức này cùng với lại cái tổ chức ACLU, tức là tổ chức nhân quyền của Mỹ, họ kiện này. Thì ông này ông mới nói rằng là đó, ông kể ông có ngồi trong đó, ông bảo là cái executive order này đó, nếu ông Trump có ký á, thì không thể nào mà đè được cái quyết định của tối cao viện. Là tôi quyết định tối cao viện đã như thế thì không được. Tuy nhiên các chuyên gia pháp lý thì nói như thế này: mặc dù cái sắc lệnh hành pháp Tổng thống Trump nếu có ký trong những ngày tới nó không có hiệu lực bằng cái phán quyết của tòa, nhưng nó có thể có một lý do chính đáng cho các luật sư Bộ Tư pháp thuyết phục cái ông tòa để mà đưa cái câu này vô. Thì cái chuyện đó bây giờ là chưa biết như thế nào. Nhưng mà ông Sen ông kể đó là bên phía các luật sư Bộ Tư pháp đó, họ cũng không có một cái gọi là chỉ định nào, cái chỉ đạo nào rõ ràng để làm cái gì. Họ chỉ biết là họ đến, họ nói với ông tòa là bây giờ cho ông tôi vào đi đó, cho chúng tôi đưa cái câu này vào đi. Nhưng mà ông tòa bảo các anh phải giải thích sao cho hợp lý đó. Và vả lại, cái này là cái quyết định của tối cao pháp viện đó. Thành thử ra thưa quý vị, có thể vào thứ ba tới đây, có thể vào thứ ba tới đây thì họ sẽ có câu trả lời. Nhưng mà rõ ràng rằng có vẻ như cho đến giờ phút này Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại của Mỹ họ đành chấp nhận là sẽ phải in mà không có cái câu Are you a US citizen? Thế nhưng mà cũng chưa thể biết được. Tổng thống Donald Trump là cái người mà cũng có thể khó đoán, có thể là cuối tuần này một lúc nào đó ông đi ông ký một cái lệnh nào đó yêu cầu như thế. Và như chúng tôi nói đó, người ta bảo là ký cái lệnh đó thì nó không có hiệu quả. Thì có thể là ông tìm một cách nào để mà ông từ từ hoãn này lại, càng sớm càng tốt. Còn bây giờ đó thưa quý vị, là người ta chuẩn bị, người ta in và người ta dự trù đó là cái census thống kê năm 2020 đó, cái chi phí mà chuẩn bị và để mà làm nó tốn tới 15.6 tỷ đô la. Và như trên các chương trình khác chúng tôi nói quý vị, là người các tiểu bang khác còn bỏ thêm tiền nữa đó, để làm sao họ đếm càng nhiều càng tốt, càng đủ càng tốt, để họ không mất quyền lợi của họ. Thì đó là những cái tin đáng chú ý trong tuần vừa qua chúng tôi gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.